Thưa quý vị và các bạn, Thượng viện Mỹ vừa thông qua số phiếu thuận áp đảo một dự luật yêu cầu tăng cường giám sát các công ty có trụ sở ở nước ngoài mà theo giới quan sát là nhắm tới các công ty Trung Quốc. Dự luật này có thể cấm các công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn giao dịch Mỹ trừ khi họ tuân theo tiêu chuẩn về kiểm toán của Mỹ. Quy định này cũng yêu cầu các công ty đại chúng đóng cửa nếu họ thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của một chính phủ nước ngoài. Sau thông tin dự luật được Thượng viện Mỹ thông qua, giá cổ phiếu của Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc, đã giảm hơn 2%. Cổ phiếu của các hãng công nghệ Trung Quốc cũng giảm sau thông tin này. Việc luật này được thông qua nhanh chóng với số phiếu thuận áp đảo tại Thượng viện Mỹ cho thấy có sự đồng thuận lớn giữa các nhà lập pháp ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong quan điểm về Trung Quốc trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tiếp chỉ trích Bắc Kinh thời gian gần đây. Theo quy trình thì dự luật này phải được Hạ viện thông qua và Tổng thống ký mới có thể ban hành thành luật. Bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng thẻ khám bệnh có tính năng thanh toán viện phí. Giải pháp này là một trong những nỗ lực của bệnh viện nhằm ngăn chặn tình trạng cò bệnh viện và các tiêu cực khác trong khám chữa bệnh hiện nay. Mỗi ngày bệnh viện Chợ Rẫy đón hơn 5.000 đến 6.000 lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Từ lâu tình trạng móc túi cò bệnh viện là một trong những vấn nạn nhức nhối mà ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cố gắng triệt phá. Cái thực tế trước đây là khi mà bệnh nhân đông và lực những kẻ gian trà trộn vô rất nhiều và móc túi bệnh nhân rất nhiều. Còn bây giờ thì bà con đến bất kỳ giờ nào có thể tự động đăng ký số thứ tự cho mình giờ đó và không phải thanh toán tiền mặt thì không sợ mất tiền. Thay vì phải mang lỉnh kỉnh các loại giấy tờ khám bệnh, tiền bạc như trước, việc áp dụng thẻ khám bệnh 2 trong 1 khám và thanh toán của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh giúp giảm bớt sự phiền hà cho người bệnh. Ngoài việc xác định đúng người bệnh, thông qua thẻ này, người bệnh dễ dàng truy xuất các thông tin cá nhân, thông tin thẻ bảo hiểm y tế, thông tin khám bệnh của những lần trước đó trong những lần tái khám. Nó tiện hơn về cái khoản cho các bác sĩ thì dễ lưu trữ hơn. Và về thông tin của khách hàng với lại số tiền khách hàng đã khám ở đây. Việc co bệnh viện thì là một cái vấn nạn. Tất cả các bệnh viện thì đều là cố gắng để khắc phục. Nhưng mà chúng ta cũng biết là cái việc mà triển khai hệ thống công nghệ thông tin một cách chưa đồng bộ thì cũng sẽ có những cái lỗ hổng để có thể bị lợi dụng. Quy trình ngày hôm nay của Bệnh viện Chợ Rẫy thì chúng tôi rất là vui mừng. Đó là khi mà người bệnh đến, họ chỉ cầm cái thẻ của họ thôi và họ được nhận dạng đúng theo cái số bảo hiểm hoặc số chứng minh nhân dân. Là một trong 4 đơn vị được chính phủ giao thí điểm tự chủ toàn diện, việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo liên thông về xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh với các bệnh viện và thực hiện khám bệnh không dùng tiền mặt của bệnh viện này được Bộ Y tế kỳ vọng tạo hiệu quả tốt và được nhân rộng tại các bệnh viện khác. Thưa quý vị, hôm nay được coi là đỉnh điểm nắng nóng tại miền Bắc khi mức nhiệt nhiều nơi trên 40 độ C, không khí cảm giác vô cùng ngột ngạt. Giữa trưa nắng, món tàu phớ của ông Quảng được nhiều người lựa chọn. Dù vất vả, mệt nhọc, nhưng bán được hàng đã là một sự may mắn nếu so với những người lao động khác đang mưu sinh trên đường. Thời tiết ngày hôm nay nắng nóng, tôi chuẩn bị chỉ có mũ, nón. Khi nào nắng thời giờ nắng quá thì tôi vào các bóng cây to, cổ thụ to để coi chú nắng. Không nhiều người chọn xe ôm để di chuyển trong ngày hôm nay vì nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C. Thực tế nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới trên 45 độ C. Biết cái thời tiết là nắng nóng như thế, tôi ra đường, tôi chạy xe ôm ngoài đường thì đến tôi chuẩn bị đầy đủ mũ nón rồi khẩu trang nước. 10 giờ là tôi nghỉ. Vì cái thời tiết ngoài đường là từ cái lúc 10 giờ trở lên là đỉnh điểm nắng rồi. Bóng râm ít ỏi giữa thủ đô nóng bức, được người đi đường tận dụng tối đa. Mặc áo chống nắng, chùm kín mặt, đội khăn ướt lên đầu để tránh hơi nóng hầm hập tỏa ra từ mặt đường. Hầm đi bộ thành nơi nghỉ trưa, tránh nắng khi nhiệt độ bên trong giảm đến khoảng 10 độ so với ở ngoài đường. Thời gian nền nhiệt cao trên 35 độ C kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, khiến người dân có trọn vẹn một ngày mệt mỏi, khó chịu, bức bí. Tia UV cũng rất cao, ở ngưỡng gây hại nếu tiếp xúc lâu. Ta biết rằng là mặt trời, bức xạ mặt trời nó chiếu xuống. Thì khi mà chiếu xuống gặp một cái bề mặt mà nó trắng thì nó phản xạ lại rất là nhiều. Có nghĩa là người ta hình dung rằng là nếu như đô thị mà xây toàn nhà trắng ấy, thì có thể là nó phản xạ bớt đi, nó làm giảm bớt nóng. Nhưng thực tế là ngược lại. Bởi vì các khu đô thị là các cái nhà cao tầng nó cứ nổi lên. Và cái nổi lên như thế là khi bức xạ nó chiếu xuống ấy,
thì cái tường nhà này nó lại phản xạ sang tường nhà kia, và nó tạo thành cái bức xạ mặt trời, nó cứ luẩn quẩn đó, nó không thoát ra được. Và đó chính là cái nguyên nhân mà đốt nóng các nhà cao tầng, và thậm chí đốt nóng cả mặt đường, với mặt đường toàn bê tông hỏa. Một thông tin tích cực là đợt nắng nóng này không kéo dài và sẽ kết thúc ngay từ chiều mai khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng. Nắng nóng càng gay gắt thì mưa dông sẽ càng dữ dội, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc sét, gió giật mạnh gây nguy hiểm. Sét như thế là rất nguy hiểm đối với con người. Nếu chúng ta đi ở những ngoài cánh đồng, đứng bên cạnh các cái cột cây cao hoặc là các cột điện cao thì dễ bị sét đánh, bởi vì diện tích nó tập trung vào chỗ nhọn nhất, chỗ cao nhất và nhọn nhất ở mặt đất. Nó điện tích tích vào đấy, cho nên sét đánh vào các chỗ cao nhất. Thế cho nên con người ta không nên trú khi có mưa dông ấy, không nên trú ở những cái chỗ có cây cao hoặc là cột điện cao hoặc là đấy, thì phải tránh đi. Các chuyên gia cảnh báo người dân cần lưu ý hiện tượng sét đánh, vì đã có 5 trường hợp thiệt mạng từ đầu tuần này, nên cần tìm ngay nơi tránh trú khi mưa dông xảy ra, hạn chế thiệt hại. Dù vậy, đợt mưa kéo dài từ ngày mai đến hết tuần tạo ra đợt lũ tiểu mãn, cung cấp nước cho hệ thống hồ chứa thủy lợi vốn đang khô kiệt nghiêm trọng. Mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi của chúng tôi với thạc sĩ Lê Trung Tín, là nguyên trưởng phòng vận tải đường bộ của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa ông, thì trong đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra thì rất là nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang phải rơi vào tình cảnh khó khăn. Đơn cử như là hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, khi được phép hoạt động trở lại thì cả người dân và doanh nghiệp thì dường như cũng không mặn mà mấy. Quan điểm của ông về việc này như thế nào? Theo tôi thì ngưng hẳn hoạt động một thời gian là một tai hại lớn, đặc biệt là đối với những cái chủ xe mà phải vay cái vốn ngân hàng để hoạt động. Về bản chất của cái đại dịch Covid á, là nó lây lan qua cái đường hô hấp. Đấy, cho nên là khi mà chủ trương của chính phủ cho phép là phục hồi lại hoàn toàn số chuyến, số tuyến thì tâm lý e ngại đi lại của người dân cũng là một điều có thật. Cuối cùng cái hệ thống xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đó, cái chất lượng phục vụ kém, cho nên bây giờ mà để phục hồi lại cái hệ thống xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh cho nó bằng với cái thời gian cũ, đó là một cái nhiệm vụ là hết sức khó khăn và nặng nề. Như ông cũng đã chia sẻ thì đại dịch Covid cũng chỉ là một trong số những cái nguyên nhân để bộc lộ những cái yếu kém của xe buýt. Vậy thì là người gắn bó và am hiểu cái hoạt động vận tải hành khách công cộng của thành phố suốt nhiều năm, theo ông đâu là điểm yếu lớn nhất của ngành xe buýt thành phố ạ? Nói thật là Ủy ban Nhân dân thành phố đã quan tâm đến cái hoạt động xe buýt nên đã có cái chính sách trợ giá từ 18 năm nay, tức là từ năm 2002, cái thời mà tôi còn làm giám đốc trung tâm cho tới bây giờ. Thì đó là một cái chính sách khá tốt. Tuy nhiên cái chính sách này nó không mang tính chất dài hơi và có cái kế hoạch cụ thể. Thí dụ như bây giờ mà hỏi là trong vòng 5 năm tới, 10 năm tới xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh có gì thì hình như ít người trả lời được cái điều đó. Cái thứ hai nữa là có chính sách trợ giá nhưng không có những cái chính sách kẹp gặp ở cấp ủy ban á, thì chúng ta cũng không thể có cái hệ thống xe buýt tốt được. Còn ở cấp sở giao thông á, thì chúng tôi cho rằng là mang tính chất chủ quan á, chủ quan là do cái tệ trạng thành phố kẹt xe mà hệ thống chúng ta là chưa có cái làn ưu tiên dành riêng, nên cái thời gian đi lại nó lâu, nó không có thu hút khách. Cái điểm yếu thứ hai mà mang tính chất chủ quan á, là hệ thống xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là không có cung ứng cho hành khách một cái dịch vụ theo định hướng khách hàng. Có nhiều ý kiến cho rằng thì cái việc trợ giá xe buýt và hiệu quả mang lại thì chưa thật sự tương xứng, thì quan điểm của ông về việc này như thế nào ạ? Theo tôi thì đó là một nhận định đúng, chẳng có gì sai cả. Mỗi năm bỏ ra hàng ngàn tỷ mà sản lượng hành khách đi xe buýt thì mỗi năm một giảm, đó là một điều thực sự đáng lo ngại. Còn nguyên nhân vì đâu thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm ra có một cái cuộc đại phẫu thuật cái tồn tại yếu kém của xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh để nhanh nhất khắc phục. Nếu không thì chúng ta không có thể nào phục hồi được cái hệ thống này. Có một cái ý mà cần phải nói rõ ở này là thực ra thì đối với một thành phố mà 10 triệu dân, chúng ta chi một năm 1.000 tỷ thì theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới đấy là một cũng có không có vấn đề gì mà lớn. Tuy nhiên chi 1.000 tỷ trong bối cảnh hiện nay ngân sách thành phố, ngân sách cả nước đang khó khăn, đấy cũng là một điều hết sức nhức đầu cho cái giới hoạch định chính sách, đặc biệt là
Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân. Do đó trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải cũng như trung tâm điều hành là phải xem xét nhanh chóng khắc phục cái trường hợp đó. Có một thực tế là tại các đô thị lớn trên thế giới tương đồng với thành phố Hồ Chí Minh về cả quy mô dân số và diện tích thì Metro, BRT vẫn là phương tiện chủ đạo đóng vai trò xương sống trong các cái loại hình giao thông công cộng. Xe buýt truyền thống thì sẽ đóng vai trò kết nối và gắn kết mạng lưới giao thông chủ đạo. Tuy nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh thì tuyến Metro số 1 và số 2 còn chậm tiến độ, chưa đi vào hoạt động, đã khiến cho các tuyến xe buýt chưa thể thực hiện được cái vai trò kết nối của mình. Vậy làm thế nào để xe buýt phát huy vai trò của mình trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là khi phải đối mặt với những khó khăn từ dịch Covid-19? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Trạm trung chuyển xe buýt Hàm Nghi, một trong số các trạm trung chuyển xe buýt hiện đại nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù được đầu tư khá đầy đủ, thế nhưng hành khách thì ngày càng thưa thớt. Theo những hành khách thường đi lại bằng xe buýt như bà Trần Thị Cầm, những năm qua, xe buýt đã có sự thay đổi rất nhiều, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại hàng ngày. Nãy giờ cũng khoảng 20 phút đồng hồ rồi. Sợ đi như chiếc xe này không được thì nó nhiều khi xe nó ban bất đờ tử, mình phải đi chò chèn ra tuốt ở ngoài kia. Nó bỏ luôn cái chuyến đó. Rồi 8 giờ rưỡi nó bỏ, 9 giờ rưỡi nó bỏ, giờ 10 giờ rưỡi mới 10 giờ 40 nó có xe. Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến cho xe buýt chưa thể là sự lựa chọn của người dân. Việc cấp phát tiền trợ giá cho các đơn vị, hợp tác xã xe buýt còn nhiều bất cập nên nhiều tuyến đã phải cắt giảm xe, giảm chuyến, giảm thời gian hoạt động trong ngày. Trong năm 2018, có lẽ là năm ảm đạm nhất của ngành xe buýt khi nhiều chủ xe phải đình công vì không kham nổi nợ. Kéo theo đó, tài xế cũng gặp áp lực rất lớn nên ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Như tôi nói là vì giao thông công cộng ấy, nó không đủ, nó ít tuyến, ít chuyến và đặc biệt ấy, là nó chạy không đúng giờ. Thế thì cho nên cái bế tắc ở đây ấy, là cái chất lượng và cái số lượng của giao thông công cộng và đặc biệt là xe buýt ấy, nó quá tệ. Vấn đề lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh này ấy, là cái xu hướng chuyển từ xe máy sang ô tô. Chúng ta cứ tính là một chiếc xe máy, một chiếc ô tô tương đương với 4 chiếc xe máy về cái diện tích đường thôi. Thì có nghĩa là 1 triệu chiếc xe máy mà chuyển thành 1 triệu chiếc ô tô thì nó tương đương với 4 triệu chiếc xe máy. Nó là một cái xu hướng rất là khủng khiếp cho cái giao thông đô thị của thành phố Hồ Chí Minh này. Nhiều ý kiến cũng cho rằng trước mắt bên cạnh việc thay đổi phương thức tính toán trợ giá, nâng cao năng lực phục vụ thì cần đấu thầu khai thác xe buýt. Đây là việc làm nhằm tạo ra sự cạnh tranh, minh bạch và thu hút nhân tố mới tham gia vào khai thác. Hiệu quả của đấu thầu là việc kiểm soát kinh phí trợ giá xe buýt và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt. Tuy nhiên, để làm được việc này thì phải xác định được định hướng cũng như vai trò của xe buýt. Trọng tâm của giao thông công cộng đối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ấy, ngay trước mắt phải là xe buýt, còn chúng ta dần dần trên một số tuyến đường tấp nập, chúng ta tùy thuộc vào cái năng lực tài chính của mình, chúng ta hình thành các cái bến metro. Cái đó phải trở thành trọng tâm trong thời gian tới đây thì nó mới tháo gỡ được cái bế tắc về giao thông đô thị nước ta. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt thành phố sẽ nghiên cứu làn đường dành riêng cho xe buýt, sắp xếp lại các loại tuyến hiện hữu và tổ chức mạng lưới phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân từng khu vực, từng thời điểm. Những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thì đã khiến cho ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt vốn đã khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn. Và để ngành xe buýt lấy lại được phong độ vượt qua những khó khăn của đại dịch thì có lẽ cần những cái giải pháp trợ lực mạnh mẽ, kịp thời và hiệu quả hơn nữa từ thành phố.